Đến bữa cơm rồi mà đi đấu chưa về thì... Không nào. Mọi người yên tâm, cái này tôi lo được. Bọn mày hôm nay về đi. Thằng Trải nó cũng sắp vợ con rồi, đừng có đàn đúm nữa. Bố. Ông Hà thông gia, vợ Trải kéo hết qua đây, có chuyện gì vậy? Bọn nó bảo thì tao qua. Hòa bình thế này là có biến rồi. Bố, bọn con muốn hoãn cưới ạ. Hoãn cưới á? Nhà nó ép mày đúng không? Không. Người lớn cả, ông đừng có nói thế. Tôi biết gì đâu. Lý do? Vì Pu muốn đi học ạ. Được. Cưới xong rồi đi. Không được. Sao lại không được? Này nhá, cưới xong là coi như là xóa nợ. Chưa kể là tao sẽ nuôi mày cho đến khi mày học xong. Như vậy chẳng phải lợi hơn à? Tính ra bố nói đúng đấy chứ. Biết cái gì mà đúng. Thôi. Với cháu, lấy chồng là để hạnh phúc chứ không phải để gán nợ. Nếu số phận của cháu và Trải đã là của nhau thì có chạy lên giời cũng không thoát được, huống chi là xuống Hà Nội ạ. Vậy sao không cưới luôn đi? Vì cháu muốn dùng thời gian để trả lời. Xem cháu và Trải có phải là số phận của nhau hay không. Miệng lưỡi cũng lợi hại đấy. Nhưng mà tao không phải thằng Trải. Tao là bố thằng Trải. Pu ạ. Bố. Pu muốn xuống Hà Nội thì con sẽ đi theo ạ. Pu không cần lo ạ. Pu cũng không thoát được khỏi con đâu. Mày nữa. Lúc thì đòi cưới, lúc thì đòi hoãn. Mày định lôi tao với cái họ Hạc ra để làm trò đùa của mày hả? Ừ. Đây là chuyện riêng giữa tôi và bố. Pu và bố mẹ cứ về nhà trước đi. Như thế liệu có ổn không? Thấy Pu lo cho tôi như thế này thì bố tôi có làm gì? Tôi cũng cam lòng. Ăn nói vớ vẩn. Hổ dữ không ăn thịt con. Không có chuyện gì đâu. Về đi. Mọi người cứ về trước đi ạ. Mày cứ ở trong đấy, lúc nào tỉnh thì ra. Kìa bố, bố không được nhốt con thế này bố ơi. Con phải đi gặp Pu nữa bố.